bạn đang xem trận đấu giữa Tây Giang và Hiệp Đức đôi nam nữ. Tỷ số bây giờ là 4-4. Tài đó. Không có lưới. 12, 13.
Tây Giang. Cố lên. Một câu cho Hiệp Đức 14 đều. Tây Giang này. Long.
đưa vô đây chúc mừng cầu thủ đã. Hay quá. Rồi vào sân chơi luôn. Tiến hành thi đấu. Đây là những con cá các bạn chúng ta trao bằng đồng viên.
chuyên ngành văn nghệ. Vậy đề nghị còn các đơn vị chúng ta đi đúng thời gian để đảm bảo cho chương trình trong ngày hôm nay. Hey!
18. Rồi kết thúc luôn đi.